Phật tử nó hỏi là bạch thầy, giết người tu giết côn trùng hay là gì, giết người tu giết côn trùng có mang tội hay không, hay là bạch thầy giết côn trùng có mang tội hay không? Có chứ, có mang tội chứ, côn trùng nó cũng là một mạng sống của một chúng sinh. Chúng ta cố ý giết nó thì tương đồng với gì, với cố ý giết một gì, giết một vị Phật tương lai. Vì sao? Vì trong kinh Diệu Pháp Đức Phật, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói gì, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và Đức Phật trong kinh đó nói gì, nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính, có nghĩa là Đức Phật đã gì, đã thọ ký cho tất cả chúng sinh đều có Phật tính thì sẽ đều gì, đều thành Phật đấy. Nhỏ như con trùng, con kiến, con giun, con dế, thậm chí con long quăng, con bọ gậy ở trong gì, ở trong chậu nước nó gì, nó cũng có đầy đủ tính Phật như gì như chúng ta vậy. Nhưng chẳng qua nói thì nó làm vô lượng tội ác ở đời trước, cho nên đời này nó phải làm những con côn trùng nhỏ bé như thế để trả nợ vậy, để trả nợ. Ngày xưa tôi cách đây khoảng độ tầm 10-12 năm về trước, tôi ngày đó còn đang xem tivi. Tôi xem tivi một cái chương trình thiếu nhi, một cái chương trình mà là cậu gọi là cái quái tên là gì, Lua Cát, cậu bé Lua Cát. Mà tôi xem cái bộ phim đó, tôi quả thật là bộ phim đó nó giáo dục trẻ con là theo về nhân quả, về đạo đức, về lối sống rất là gì, rất là cao. Tôi xem mà thì tôi cảm nhận được, mà tôi thì tôi khóc suốt cả cái bộ phim đó. Vì sao? Nó mình cảm nhận được cái gì, cái sự sâu sắc về cách giáo dục trẻ em, giáo dục con người phải biết hướng thiện là cái đó. Đại ý là cái câu chuyện nó nói rằng có một đứa trẻ, một hôm thì bố mẹ chuẩn bị có công có việc đi, thì đứa trẻ ở nhà đi chơi. Ở nhà chơi thì bắt đầu thì thường thường á, trước đây á, thì ở ngoài vườn nhà nó có một cái tổ kiến, có một tổ kiến. Thì cái đứa trẻ này rất là nghịch ngợm. Đứa trẻ rất là nghịch ngợm, và đứa trẻ này là vì nó hay nghịch ngợm, khi bố mẹ đi vắng cái bắt đầu nó ra nó chơi ở cái vườn cái sân sau nhà nó có cái vườn cỏ, và có cái tổ kiến nó đùn lên rất cao. Và đứa trẻ nó thì vui vui thì thấy kiến, nó những con kiến nó nhỏ nhỏ nó đem nó đào tổ, nó tha cùng rất bé xuống, thì đứa trẻ đấy vui rồi nó lại lấy ngón tay gì nó xùi cả một cái đống đất trên đỉnh tổ kiến xuống, nó trôi xuống thì lại để cho những con kiến gì, con kiến thợ nó gì mang từng cái hòn đất nhỏ ra, nó thấy rất là vui. Mà thậm chí nó chơi như thế nó chán rồi, mà cái nó lâu lâu nó chơi nhiều lần nó chán như vậy, thì bắt đầu nó gì, nó đem cả nước ra, nó đổ xuống đó, và gì nó thấy những đàn kiến và nổi bồng bềnh ở trên đó và bơi lội, nó gì nó cười và nó rất là vui. Một hôm bố mẹ cậu bé lại có việc gì đi vắng và để quên cậu ấy ở nhà bảo ở nhà trong nhà để bố mẹ có việc đi vắng ra ngoài một chút. Thế cậu bé bắt đầu cũng ra chơi ở cái tổ kiến đó. Nhưng không may hôm đấy là gì, cậu ta đang ngậm cái viên kẹo, và cái câu chuyện đó là cậu ta đang ngậm viên kẹo và viên kẹo rơi xuống gì dưới cái tổ kiến. Thế cậu ta mới lấy lên phủi đi và gì cậu ta lại ăn tiếp. Nhưng không ngờ rằng cái đám kiến kia, trong đó có một con kiến, có trong cái ổ kiến đó có rất nhiều loại kiến, kiến thợ rồi kiến chúa rồi kiến mẹ rồi kiến con rồi kiến chiến binh rồi kiến phù thủy, nó có cả kiến phù thủy nữa. Và cái đàn kiến phù thủy nó tìm cách để gì, nó làm sao để biến cái gì, cái cậu bé nó thành con kiến, để cho cậu bé biết cái cách, cái cảnh khổ của con kiến của nó, của chúng tôi như thế nào. Cho nên nó làm, nó răng một cái bẫy, nó thấy cậu bé ra, nó làm cái bẫy, cái kiến phù thủy nó ra, nó trì chú nó gì, nó làm thì vừa cái lúc đó cái viên kẹo rơi xuống là con kiến phù thủy nó sang gì, nó trì chú vào cái gì, cái viên kẹo đó. Trong một khoảnh khắc rất ngắn thôi, cậu bé đó ăn cái viên kẹo đó vào thì gì, liền tự nhiên là biến thành gì, biến thành một cậu bé vẫn một con người nhưng mà nó nhỏ như là nhỏ như một con kiến vậy. Thế là rơi tọt từ trên thì miệng hố xuống rể xuống dưới hang con kiến, và nó phải sống một cái cảnh gì, và bị cả một đàn kiến là bắt và định đòi giết nó, và nó phải chạy trốn nhưng cũng không chạy được, bị bắt đến đang chuẩn bị giết đó, thì bắt đầu thì có một cái đàn gọi là đàn ong. Một cái đàn ong thì cái đàn ong này nó thường thì bắt kiến để nó ăn, và nó bắt đến thì nó bắt cả đàn kiến, thậm chí là trong bắt đàn kiến nó cũng lại bắt luôn cả
cái cậu bé Lucas đó, vì cậu bé nó chỉ to một con kiến thôi. Và trong một cái cảnh, trong một cái cuộc chiến tranh giữa kiến và ong như vậy, rùng rợn như vậy, cậu bé Lucas gì cũng phải cùng với đàn kiến để chiến đấu, để chống trả lại cái lũ ong độc ác kia, lũ ong ruồi độc ác kia. Cho nên và chưa hết đâu, sau khi chiến thắng cái lũ ong ruồi độc ác thì lại tiếp tục là gì? Là một cái nạn nữa, đó là gì? Nạn của ông thợ làm vườn. Ông thợ làm vườn được bố mẹ của cậu bé gọi đến, và trước đây bố mẹ của cậu bé gọi đến thì cái cắt cỏ xong thì đem phun cái thuốc diệt cỏ và diệt côn trùng. Và cái cậu bé Lucas đó lần này là gì? Thấy là khi đã chiến thắng đàn ong rồi thì lại đến gì? Chưa được yên vui bao lâu, ở khi đó là kết bạn được với đàn kiến rồi, chưa được yên vui bao lâu thì tự nhiên là thấy cả một cái đàn kiến là chạy tán loạn, là đi ẩn nấp rồi các thứ. Rồi khi đó cậu bé tưởng cái gì, mới nhìn lên gì là thấy một cái gì, một ông khổng lồ. Ông khổng lồ đó chính là sao? Chính là một cái bác đi cắt cỏ và đi phun thuốc diệt diệt côn trùng. Mọi khi thỉnh thoảng nó vẫn thấy bố mẹ nó gọi đến vậy, và nó muốn ngăn nhưng thì nó bé tí tí rồi không thể ngăn được. Và cuối cùng thì cả cái đàn ong kia cũng phải phối hợp nhau lại để không có gì bị cái đàn bị cái ông nông dân phụt cái thuốc côn trùng kia là gì, ong cũng chết mà gì kiến cũng chết. Cho nên tất cả đều phải tập sức nhau lại để chiến đấu, để chống lại cái ông nông dân, để không cho ông nông dân gì phun cái thuốc diệt côn trùng kia. Và cái cuộc chiến rất là gì, rất là cam go, nảy lửa. Các vị về có thể xem cái bộ phim cậu bé Lucas đó, xem thấy hay lắm, hay lắm. Đặc biệt là gì, cho các em nhỏ nó xem và dạy về cái nhân quả, về đạo đức gì, để cho các con nó gì, nó trở thành một cái đứa trẻ hiền thiện hơn. Ý nghĩa lắm, cái bộ phim hoạt hình nó rất ý nghĩa. Cho nên tôi xem và tôi cảm nhận thế này đó, côn trùng. Nói thì qua cái bài câu hỏi Phật tử này tôi mới nói côn trùng nói gì, cũng có gia đình của côn trùng, nó có vợ, cũng có vợ, cũng có con, cũng có chồng, cũng có gia đình riêng của họ. Trong cái gia đình riêng nó gì, cũng có cái gia đình chung của họ. Và chúng ta nhìn những đàn kiến nó bé nhỏ như vậy, nhưng xin thưa các quý vị, cái sự văn minh tham gia giao thông của nó còn tốt hơn gì con người Việt Nam chúng ta gì không biết hàng bao nhiêu triệu năm về trước nữa. Đúng không? Nó còn tốt hơn thế giới của chúng ta về cách tham gia giao thông không biết được bao nhiêu triệu năm về trước. Vì sao? Vì chúng ta bây giờ mới gì? Luật giao thông của Việt Nam chúng ta mới đưa ra được có mấy chục năm nay, nhưng bây giờ đã gì? Đem áp dụng đã chuẩn chỉ 100% chưa? Giao thông, luật giao thông chúng ta thấy phải đi phải đúng làn đường này. Và đèn đỏ thì dừng lại, đèn xanh thì đi, nếu ở phố này, nếu đi ở nông thôn thì cũng phải đi đúng làn đường của mình này. Ví dụ như gì, đi xe đi ngược chiều nhau thì mình thì phải đi bên gì ạ? Đi bên phải, còn đi bên ngược chiều chúng ta họ sẽ gì? Sẽ tránh bên trái này. Nếu mà chúng ta không đúng thì sẽ húc vào nhau. Đấy là quy định của gì? Của luật giao thông như vậy. Nhưng chúng ta thấy con kiến nó đi kiếm ăn. Không biết bao nhiêu triệu năm nay rồi nó đi kiếm ăn, nó gì? Nó đi theo hàng theo lối. Kiến đi theo hàng theo lối cũng vậy, nó tha mồi, tha trứng, nó đi theo hàng theo lối như vậy. Gặp nhau chúng ta thấy cái dâu nó dòng vài cái, đó chính là gì, cái kiến thì nó giao tiếp bằng gì, bằng dâu. Theo các nhà khoa học là kiến nó giao tiếp bằng gì, bằng dâu, và bằng nhiều cái sự cảm nhận của nó, bằng dâu và bằng cái chân của nó. Thì giống như chúng ta ra hiệu có thể gì? Giao tiếp với nhau bằng gì, bằng lời nói, bằng cử chỉ, và bằng gì, cái cử chỉ hành động trên thân thể của chúng ta, ngôn ngữ và cử chỉ hành động của chúng ta, cách giao tiếp để cho mọi người biết thì như vậy. Cho nên đây á, hỏi là giết côn trùng có tội hay không á, thì tôi mới nói là hãy xem bộ phim đó thì chúng ta sẽ thấu hiểu được cái cuộc sống của côn trùng nó cũng phải gì, cũng phải được trân trọng như thế nào. Và cậu bé đó sau khi mà gì, cùng với đàn kiến và đàn ong, đàn côn trùng đó chiến thắng được bầy ong độc rồi, lại phải gì, lại phải chiến thắng cả cái ông bác phun thuốc, mình cứ nói nôm na ông bác phun thuốc trừ sâu kia nữa, thì khi đó thì nó mới cái bác kiến phù thủy đó nó mới đọc thần chú cho cậu bé này gì lớn trở lại như đứa trẻ bình thường khác. Đấy. Cho nên ở đây thì câu trả lời của chúng tôi là cũng có tội đấy, nhưng tất nhiên tội thì nó gì cũng sẽ không bằng cái tội giết người.
không bằng cái tội giết gì, không bằng tội làm thân Phật chảy máu, hay là tội gì, tội giết cha giết mẹ giết thầy hòa thượng giết các vị thánh tăng vân vân, nhưng mà cũng có tội. Cho nên thôi, sống cuộc đời này chúng ta đi, trong kinh Đức Phật mới nói gì, nếu mà xét về tội của một chúng sinh thế giới này là có hình tướng á, Phật nói rằng cả bầu hư không này cũng không chứa hết được là như thế. Đấy, động chân động tay là gì là cảm có thể là có tội rồi, thậm chí là khởi tâm suy nghĩ mà sai sai pháp á, sai với luân thường đạo lý đã có tội rồi, chứ đừng nói là khởi hành động nữa. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.